chào ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một chủ đề cũng rất là riêng tư của hai vợ chồng mình. Và mình nghĩ rằng đây là cái câu chuyện riêng của hai vợ chồng mình, và cũng là câu chuyện chung của những cặp vợ chồng, chồng Tây vợ Việt hoặc vợ Tây chồng Việt. Đó là một vấn đề xài tiền chung hay là xài tiền riêng. Hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình. Và nhớ rằng đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của hai vợ chồng mình nha. Sinh sống với nhau thì rất sòng phẳng về tiền bạc các bạn, rất sòng phẳng về tiền bạc và sẽ không xài tiền chung. Thậm chí là khi mà mình đi siêu thị đó các bạn, mình thấy là hai vợ chồng đeo nhẫn luôn thì mình biết là hai vợ chồng. Nhưng mà khi trả tiền là trả tiền riêng các bạn, mua đồ siêu thị là mua cùng một giỏ xe, mà lát đi ra tính tiền thì ví dụ như 120 đô thì ông chồng sẽ trả 60 đô, bà vợ trả 60 đô, rất là sòng phẳng luôn. Những người bạn của Dylan cũng như vậy. Rồi gia đình Dylan, ba mẹ của Dylan cũng như vậy luôn, rất là sòng phẳng, tiền ai nấy sống độc lập về kinh tế. Và mình cũng có một số chị bạn người Việt Nam sống với chồng Tây, chồng Canada thì cũng như vậy luôn các bạn. Thì đó là những cái trường hợp chung chung mà mình nghe được các bạn. Còn đối với hai vợ chồng tụi mình thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái suy nghĩ và cái cảm nhận riêng của mình về vấn đề này như thế nào. Theo mình cho rằng đã là vợ chồng thì nên xài tiền chung với nhau. Đây là ý kiến cá nhân riêng của mình nha các bạn. Mình chỉ chia sẻ cái quan điểm cá nhân riêng của mình thôi, không có nghĩa là mình hy vọng mọi người đều giống như Dylan và mình như vậy, hoặc là mình khen cách của hai vợ chồng tụi mình và mình chê cách của những người bạn hoặc là ba mẹ của Dylan hoặc là những cái cặp gia đình khác, thì mình không có ý như vậy. Thì để mình tâm sự với các bạn, khi mà mình mới quen Dylan đó các bạn, có nghĩa là mới quen thì hai tụi mình làm bạn 6 tháng thì mới bắt đầu yêu nhau, thích nhau. Thì đương nhiên là trong cái lúc làm bạn đó các bạn, thì hai tụi mình đương nhiên là bạn với nhau, thì hai tụi mình đi chơi ở bên ngoài thì đều sòng phẳng hết. Dylan trả tiền của Dylan, mình trả tiền của mình. Và sau khi mà tụi mình bắt đầu thích nhau rồi thì vẫn như vậy luôn các bạn. Trong 6 tháng đầu sau khi mà tụi mình thích nhau rồi thì lúc mà tụi mình dating, có nghĩa là còn hẹn hò với nhau, trong vòng 1 năm đầu hai tụi mình cũng mạnh ai tự trả tiền, bởi vì lúc đó thì mình đã bắt đầu có thu nhập của mình rồi, mình đã bắt đầu đi làm, mình đi dạy học ở Trung Quốc rồi, thì Dylan cũng đi làm, đi dạy học Trung Quốc. Mặc dù lúc đó là hai tụi mình vẫn còn là học sinh nhưng mà tụi mình vẫn đi làm kiếm thêm, thì mạnh ai nấy trả các bạn. Rồi đến nỗi mà khi mà Dylan lần đầu tiên qua Việt Nam, thì khi mà Dylan đi ăn chung với lại đi chơi chung với lại mình và em trai của mình và bạn gái của em trai mình luôn, thì cái em trai mình và bạn gái của em trai mình thì thấy là sao Dylan là đàn ông mà đi ăn không có trả tiền cho bạn gái hết, nghĩ là Dylan rất là keo. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái văn hóa của người ta và cái cách sống của người ta thì mình tôn trọng thôi. Và chỉ mới là quen nhau và hẹn hò với nhau 1 năm thôi thì không là gì hết. Nên là với lại thì lúc đó thì tụi mình chưa có ý định là sẽ đi lâu dài với nhau, bởi vì nên mình cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau đó thì sau khi mà Dylan cầu hôn mình rồi đó các bạn, sau này mình sẽ, khi mà mình có nhiều subscriber, mình có nhiều người đăng ký hơn, thì mình sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện mà hai vợ chồng mình gặp nhau như thế nào, Dylan cầu hôn mình như thế nào, thì mình
sẽ nói sau. Và khi mà sau khi đưa lên cầu hôn mình thì mình cảm thấy là tụi mình sẽ quyết định đi với nhau rất là lâu dài, quãng đường rất là dài. Thì nếu mà xài tiền riêng như vậy sau này thì mình cảm thấy là rất là gò bó. Và mình nghĩ rằng đã là vợ chồng thì cũng là của chồng công vợ, hoặc là của vợ công chồng đều như nhau hết. Theo mình nghĩ thì hai người nên gộp tiền lại với nhau để có thể chi tiêu, thanh toán nó đơn giản hơn và nó giảm bớt những cái mâu thuẫn trong gia đình, đúng không các bạn? Thì sau khi mà đi lên cầu hôn mình thì mình có góp ý nhẹ với Đen Linh là anh ơi, bây giờ anh đã có em rồi thì tụi mình sẽ sớm muộn thì cũng kết hôn với nhau thôi. Mà em thấy là nếu mà mình cứ trả tiền riêng như vậy đó thì rất là khó, bởi vì rất là khó, và em muốn hạn chế những cái mâu thuẫn giữa về kinh tế, những cái mâu thuẫn kinh tế giữa anh và em sau này. Nên là em thấy rằng anh nên đưa cho em những cái hai tụi mình nên xài tiền chung với nhau, gộp tiền chung với nhau để chuẩn bị cho một đám cưới sau này và nên chuẩn bị cho một cái gia đình sau này. Thì ban đầu Đen Linh nghe thì Đen Linh rất là ngạc nhiên. Đen Linh nghĩ là sao kỳ vậy? Bởi vì ở nước ngoài đó các bạn, Đen Linh nói đi ra ngoài á, nếu mà hẹn hò với nhau hoặc là vợ chồng đi ra ngoài, nếu mà đàn ông trả tiền cho phụ nữ thì phụ nữ rất là tức giận, bởi vì phụ nữ nghĩ là đàn ông coi thường mình, nghĩ là mình không có tiền nên mới trả cho mình. Còn bên châu Á mình, Việt Nam mình thì lại ngược lại, nếu mà đàn ông mà không trả tiền cho phụ nữ thì là không ga lăng các bạn. Nên là Đen Linh cũng cảm thấy nó rất là kỳ, sao mà mình lại hỏi Đen Linh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xài tiền chung, vấn đề thứ hai là đi ra ngoài thì Đen Linh phải trả tiền cho mình. Thì Đen Linh cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà Đen Linh cũng rất là tôn trọng mình luôn. Và Đen Linh cũng suy nghĩ một thời gian đó nha các bạn, Đen Linh cũng suy nghĩ trong vòng 1-2 tuần, và Đen Linh đã đồng ý với mình là hai tụi mình sẽ xài tiền chung với nhau. Và mình cũng rất là cảm ơn Đen Linh luôn, bởi vì Đen Linh rất là thấu hiểu mình và luôn tôn trọng mình. Và sau đó thì tụi mình kết hôn với nhau. Sau khi Đen Linh cầu hôn mình 2 năm thì tụi mình kết hôn với nhau. Và bây giờ sau khi kết hôn thì vẫn như vậy các bạn, hai tụi mình vẫn xài tiền chung và nói chung là gộp tiền chung với nhau hết mỗi tháng. Ví dụ như là cái điện thoại của mình sẽ có hai cái app, có nghĩa là một cái app của cái thẻ ngân hàng của mình và một cái app là thẻ ngân hàng của Đen Linh. Thì mỗi tháng chi tiêu như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền mình đều quản lý hết. Nói chung là ở gia đình mình thì mình là cái người quản lý tiền và chi tiêu chi bao nhiêu tiền rồi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Bởi vì nếu mà xài chung như vậy thì rất là dễ để có thể dành dụm tiền, tiết kiệm tiền thì rất là dễ. Còn nếu mà hai vợ chồng xài riêng thì làm sao mà hai tụi mình có thể dành dụm tiền để mua chung một căn nhà được các bạn. Nên là mình nghĩ mình cũng rất là may mắn luôn, bởi vì ông xã mình luôn là cái người mà tôn trọng ý kiến của mình và hầu như là chấp thuận hết những cái gì mà mình đặt ra hoặc là những cái gì mà mình thỏa thuận với lại Đen Linh. Và video thì cũng dài rồi, mình xin kết thúc ở đây. Hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho Đen Linh và mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc đăng ký ở logo góc phải màn hình, và nhớ rằng đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của hai vợ chồng tụi mình. Và nếu các bạn thích mình thì ngại gì mà không cho mình một like và